Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái video về toàn cảnh lắp máy giò chụp nha anh em. Thì ở đây mình nói là máy giò chụp chứ không phải máy siêu chụp nha anh em ơi. Thì cái máy giò chụp hôm nay mình lắp nó có trị giá khoảng từ 1 tỷ 3 đến 1 tỷ rưỡi nha anh em. Tùy theo đời máy và tùy theo hãng máy anh em ơi. Ở cái hãng máy giò chụp này nó có rất là nhiều hãng anh em, Furuno, Kaiyo, Koden và một số hãng máy khác nữa như là GMC, cho nên là cái giá nó dao động ở trên là khoảng tầm 150 đến 200 triệu tùy theo hãng máy nha anh em. Thì lúc trước mình có lắp một cái giò chụp khác khoảng tầm 2 năm về trước, nhưng mà lúc trước thì nó có tới 12 kiện, nhưng mà hôm nay mình nhận chỉ có 8 kiện hàng của cái máy giò chụp thôi nha anh em. Thì mình là một người chuyên đi biển anh em à, cho nên là có những cái điều gì mình biết mình sẽ quay lại để đăng lên cho anh em xem tham khảo chơi thôi, chứ không phải là một YouTube hay một YouTuber gì hết anh em ơi. Cho nên là những cái thước phim mình quay lại là mình lột tả hoàn toàn những cái sự thật nó có bên ngoài để cho anh em xem và anh em mô phỏng được cái những cái điều gì mình nói, những cái điều gì bên ngoài nha anh em. Thì đây là mình quay lại toàn bộ 8 cái kiện hàng, lát xíu nữa mình sẽ mang 8 cái kiện hàng này xuống dưới ghe để lắp nó lên con tàu cá của mình nha anh em. Thì lúc trước có một số anh em yêu cầu mình quay cái máy giò chụp nó như thế nào, nhưng mà nói thiệt với anh em là lúc đó mình quay không qua được anh em ơi. Cái máy giò chụp sau khi chúng ta lắp xong thì nó chỉ có một cái màn hình ló ra bên ngoài để làm việc, giống như là một cái màn hình máy tính thôi anh em. Toàn bộ các cái hệ thống, các cái linh kiện điện tử là được cất vào bên trong các cái hộp chứa máy hết, cho nên là dây nhợ là chúng ta bắt theo hệ thống mạch kín hết, cho nên là không có cái gì để quay cho anh em xem hết. Thì ngày hôm nay đây là cũng là một cái sự vô tình may mắn, mình có lắp thêm một cái máy giò chụp nữa để hỗ trợ cho cái máy giò chụp có sẵn ở trên tàu cá của mình, cho nên là mình sẽ quay lại cho anh em xem nha anh em. Chào anh em, thì đây là mấy cái linh kiện của cái máy giò chụp. Bây giờ mình chuyển xuống tàu cá rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ cùng với những anh kỹ thuật của Furuno sẽ tiến hành ráp những cái linh kiện này lên ở trên tàu. Đây, bây giờ mình quay ở tới trước cái đầu giò chụp. Cái đầu giò chụp nó đã khui hộp ra và bây giờ tiến hành ráp cái đầu giò trước đó. Hôm bữa mình quay cái đầu siêu chụp là nó bằng cái thùng, mình nói bằng cái thùng, còn bây giờ này cái đầu của máy chụp tầm thường thì nó chỉ to hơn cái gầu một tí xíu thôi. Bây giờ mình sẽ quay cái đầu giò chụp cho anh em xem. Đầu giò chụp pin nó thôi.
chuyện tí xíu chút. Đây là quá trình lắp đầu giò của mấy giờ chụp Furuno giá 1,5 tỷ, mấy giờ chụp tầm nhỏ nha anh em. Thì anh mà đứng ở dưới là anh kỹ thuật VIP của Furuno. Đây là toàn bộ những cái linh kiện của máy giờ chụp Furuno sau khi anh kỹ thuật ảnh khui thùng ra nha anh em. Nhìn thấy quá trời thùng mà khui ra một thùng đựng có tí xíu anh. Cái cách họ đóng hàng, họ gói rất là kỹ. Đó, mấy cái thùng khui ra bỏ ngổn ngang ở đằng kia. Còn đây là những cái linh kiện anh sẽ khui ra một lần luôn, rồi bắt đầu tiến hành ráp vào trong hệ thống máy. Quá trời dây nhờ, những cái chiếc bị phụ kiện. Furuno. Ở kia hình như có cái màn hình của mấy giờ chụp. Đây là cái màn hình của mấy giờ chụp nè anh em ơi. Có rất nhiều anh em mà muốn mình quay cái máy giờ chụp như thế nào thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại đầy đủ cái quy trình ráp ráp của cái máy giờ chụp cùng với các cái linh kiện phụ kiện của máy giờ chụp đi kèm luôn nha anh em. Này là cái màn hình của cái máy giờ chụp Furuno này, màn hình nó giống như một cái màn hình vi tính vậy thôi nhưng mà nó dày hơn, có những cái kết cấu khác hơn. Đây có một cái mốt điều khiển từ xe của Furuno, có gen, ran, tiêu. Bên này là cái hộp này, nói chung là cái hộp này mình giải thích nôm na là nó giống như là cái hộp này cùng với cái hộp này nó giống như là cái server của cái máy tính gì đó. Nó sẽ sau khi cái giờ chụp nó, cái đầu chụp nó chụp ở dưới nước thì cái hệ thống máy này nó sẽ tiến hành phân tích dữ liệu mà thu thập được, bắt đầu nó đưa vào màn hình. Thì những cái linh kiện này cùng với những cái này là kia nữa thì nó giống như là cái server của máy tính vậy thôi. Bây giờ ráp vô ở trong tàu cá này nha anh em. Bên này một cục, bên này cũng một hộp nữa ráp vô trong này. Đây, bên này cũng một hộp nữa. Đây là những cái linh kiện hệ thống của cái máy giờ chụp mình ráp vô ở trong ghe. Những cái này là mình sau khi mình ráp xong là nó trở thành một cái hờ mạch khép kín hết, đóng tủ lại hết. Này có cái automat đã khởi động cái nguồn điện. Là toàn bộ các cái hệ thống của cái máy giờ chụp là ở đây là những cái bộ máy hoạt động giống như là một cái server của cái máy giờ chụp, gồm có những cái bộ xử lý này và bên này có thêm một cái bộ xử lý nữa. Bây giờ chúng ta bắt các cái bộ này vô trong hộp, rồi từ đây sẽ có những cái đường dây điện truyền lên ở trên màn hình. Sau khi số liệu được phân tích từ đầu giò
thì nó sẽ truyền số liệu lên trên màn hình. Bây giờ mình sẽ quay cái màn hình của cái máy giờ chụp cho anh em xem. Đây, đây là màn hình của máy giờ chụp Furuno. Đây, đây có bảng táp lô điều khiển của Furuno, có cục xoay, nấm xoay, bật lên bật xuống. Thì một số anh em yêu cầu mình quay lại hệ thống của cái máy giờ chụp cho nên là bữa nay mình quay lại cho anh em xem. Thì lát xíu nữa đây mình sẽ quay cái phần mà kiểm tra máy và thử máy. Ở bên này là vẫn có một cái màn hình của cái máy giờ chụp. Lại trên này còn có một cái máy giờ nhỏ nữa. Đây là gọi là máy giờ đứng. Còn máy giờ chụp trên lý thuyết thì họ gọi là máy giờ ngang. Ở đây còn có các cái trang thiết bị của hỗ trợ cho máy giờ chụp. Như ở đây cái gì đây? Cái này hình như là cái lua báo. Có thể là cái lua báo khi chúng ta gặp cá thì nó sẽ báo âm thanh lên. Đây là hệ thống của máy giờ chụp khi sau khi chúng ta lắp vào trong tàu cá. Chúng ta bắt vào ở trong tàu cá và nó trở thành cái mạch điện khép kín hết hoàn toàn. Đây, hệ thống dây. Đây, nữ anh kỹ thuật của Furuno. Em xuống đây bỏ lại.